Ngày 3 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, báo cáo tiền khả thi dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành theo hình thức PPP đã được hoàn thành. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 dự kiến 24.274 tỷ đồng. Dự án có quy mô 6 làn xe chạy suốt và 4 làn xe đô thị hai bên. Dự án cao tốc này dài 68,7 km, gồm hai đoạn. Đoạn nối cao tốc có điểm đầu tại nút giao Gò Dưa, Vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối tại nút giao An Phú, Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và đoạn cao tốc có điểm đầu tại nút giao An Phú, điểm cuối tại điểm giao quốc lộ 14 tại huyện Chân Thành, Bình Phước.